Mỹ Anh và Thanh Vy xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Good Evening 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia chinh phục đường đua tuyệt đẹp bên bờ Vịnh Hạ Long. Lào Cai kích cầu mạnh mẽ, đưa du lịch phục hồi giữa mùa đẹp bậc nhất trong năm. Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc, dự báo ngày mai nhiệt độ ở Hà Nội giảm khoảng 3 độ so với hôm nay. Nhộn nhịp thị trường hoa tươi, quà tặng dịp 20 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hà Nội bắt giữ cặp đôi cầm đầu đường dây mua bán trái phép hơn 16kg ma túy. Vẻ đẹp cao nguyên Mộc Châu, mùa qua mận khoe sắc. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Sáng nay, hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia đã tham gia giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, Hạ Long Bay Heritage Marathon năm 2024 trên những cung đường gian biển thuộc diện đẹp nhất cả nước tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giải chạy năm nay là sự kiện đánh dấu mốc 10 năm kể từ khi giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Cung đường được ban tổ chức bố trí chạy dọc bờ vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Đường hầm xuyên núi với cảnh đẹp ngoạn mục đã mang đến trải nghiệm thú vị, thử thách độc đáo cho các vận động viên. Giải chạy là cơ hội lớn để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon quốc tế, đồng thời thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ sau thiên tai, quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Giải chạy đã được tạp chí Runners World UK xếp vào danh sách 50 đường chạy đẹp nhất thế giới và đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon và chạy đường dài quốc tế AIMS. Các vận động viên tham dự sẽ được sử dụng kết quả thi đấu tại giải để đăng ký tham gia giải du lịch thế giới theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors, tổ chức quốc tế sở hữu 6 giải chạy marathon giành giá nhất hành tinh SIG Majors. Giải chạy là cơ hội lớn để quảng bá địa phương và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon quốc tế. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba ở các cự ly cho các vận động viên đạt thành tích cao. Không chỉ thường tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa có sức hút lớn, Quảng Ninh cũng luôn là điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách khi có thể đáp ứng cho mọi nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng hay khám phá. Đặc biệt với lợi thế du lịch biển đảo, mùa du lịch tàu biển năm nay, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tỉnh Quảng Ninh luôn nhộn nhịp khi liên tiếp đón các chuyến tàu biển với hàng ngàn lượt khách quốc tế tới tham quan và trải nghiệm. Tính riêng tháng 10 vừa qua, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đón 1,13 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Lũy kế 10 tháng, du lịch Quảng Ninh đón trên 16,7 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 40.100 tỷ đồng, tăng 38% so với 10 tháng năm 2023. Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự kiện đón 3 triệu khách quốc tế, mức kỷ lục của du lịch Quảng Ninh kể từ năm 2020 đến nay. Mùa du lịch tàu biển thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Từ nay cho đến hết năm 2024, dự kiến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 10 chuyến tàu biển lớn đến từ các tập đoàn, thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hiện Sapa, tỉnh Lào Cai đang vào mùa mây, một trong những mùa đẹp nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách vui chơi, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời và khám phá những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhưng không kém phần thơ mộng. Để thu hút du khách đến với địa phương dịp cuối năm, đặc biệt là vào mùa săn mây, thì Sapa đang thúc đẩy toàn diện các hoạt động du lịch và đẩy mạnh các giải pháp kích cầu với những ưu đãi lớn. Mùa mây năm nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai đã khởi động chương trình kích cầu du lịch lớn nhất năm 2024 mang chủ đề Chạm Sapa, chạm những tầng mây. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 130 doanh nghiệp là các cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ du lịch tham gia, cam kết đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi sâu đến 50%, triển khai liên tục đến hết ngày 30 tháng 12 tới. Về phía các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch này sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận của mình đấy, để mời gọi du khách đến đây để chúng ta cùng nhau được chiêm ngưỡng một cái mùa đẹp nhất của du lịch Lào Cai, của du lịch Sapa, đó là cái mùa săn mây. Và đúng như là cái tên của cái chương trình kích cầu lần này, đó là chạm đến Sapa, chạm đến những tầng mây. Bên cạnh các chính sách ưu đãi sâu, tỉnh Lào Cai và thị xã Sapa cũng phối hợp cùng doanh nghiệp sáng tạo, làm mới các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho du khách.
hàng loạt các sự kiện lễ hội mới mẻ, đặc sắc sẽ được tổ chức từ giờ đến cuối năm, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Khu lịch Sun Gold Fan Spa Legend sẽ đưa ra gói ưu đãi cáp treo đặc biệt dành cho du khách đến với lễ hội hoa sen đá trong thời kỳ này. Theo đó thì chúng tôi đồng giá cáp treo cả hai chiều Phan Xipang chỉ còn 550.000, tương ứng với lại giảm giá 30% cáp treo. Chúng tôi kỳ vọng với mức giá ưu đãi đặc biệt này và cùng với chương trình kích cầu lớn trên quy mô toàn thị xã Sapa, du khách sẽ có thêm những cái động lực để khám phá Sapa vào mùa đẹp nhất này. Dù chịu ảnh hưởng của thiên tai thời gian qua, song tỉnh Lào Cai vẫn đặt mục tiêu hết năm 2024 sẽ đón khoảng 7,5 triệu lượt khách. Chương trình kích cầu du lịch chạm Sapa, chạm những tầng mây với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác quan trọng để đưa du lịch Lào Cai cán đích năm 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều và đêm nay 17 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Đồng Bằng và Tây Bắc Bộ. Không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc sẽ khiến nhiệt độ khu vực núi cao xuống mức rét hại. Còn khu vực Đồng Bằng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai giảm khoảng 3 độ so với hôm nay, xuống mức 21 đến 30 độ C. Đến giữa tuần tới, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19 đến 28 độ C. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, đầu tuần từ 14 đến 22 độ C, đến cuối tuần xuống ngưỡng từ 9 đến 15 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, với nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân khiến nhiệt độ miền Bắc vẫn cao sau lập đông là do hoạt động của khối không khí lạnh suy yếu và sự xuất hiện của trường gió phân kỳ, tạo điều kiện cho nắng nóng kéo dài. Dự báo trong các tháng chính đông, giai đoạn từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 12 năm 2024, khu vực Tây Bắc, Trung và Nam Trung Bộ cao hơn 0,5 đến 1 độ C. Không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 và hoạt động mạnh đến tháng 2 năm 2025. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cùng với đó là không khí sôi động của thị trường quà tặng. Mỗi năm, việc lựa chọn một món quà vừa ý nghĩa, vừa thể hiện tấm lòng biết ơn của học sinh phụ huynh dành tặng thầy cô giáo lại trở thành một chủ đề được quan tâm. Để làm phong phú sản phẩm, thị trường quà tặng năm nay đã xuất hiện nhiều mẫu quà tri ân mới lạ và ý nghĩa. Cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam, các tiểu thương ở chợ quà Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nhập thêm quà tươi từ Đà Lạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quà hồng và quà hướng dương vẫn là mặt hàng được khách hàng ưa chuộng trong dịp 20 tháng 11. Theo ghi nhận, các đơn hàng phục vụ trước và trong ngày 20 tháng 11 đã bắt đầu tăng cao. Do ảnh hưởng của thời tiết, năm nay giá quà tăng nhẹ, dao động từ 70.000 đến 300.000 đồng một bó quà. Giỏ quà lẵng quà cao cấp thì có giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt để đa dạng mẫu quà tặng, các cửa hàng quà đã cho ra mắt cuốn sách nở quà. Đây là sự kết hợp giữa quà tươi và quà sấy khô. Bên ngoài mặt sách là lời chúc, câu thơ ý nghĩa trong ngày 20 tháng 11. Theo thị hiếu của thị trường thì tụi em ra nhiều mẫu do các bạn lại đây lựa, hoặc là những mẫu có sẵn tại tiệm. Các bạn có nhiều ý tưởng thì tụi em phục vụ theo nhu cầu của khách. Tại các nhà sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng quà tặng 20 tháng 11 cũng đã được trưng bày lên kệ. Để kích cầu mua sắm, nhiều mặt hàng được giảm giá từ 10 đến 50%. Thông qua cái món quà tặng mà mình chuẩn bị thì mình muốn gửi một lời tri ân sâu sắc tới thầy cô, một cái nghề rất là vất vả, dạy dỗ các con của mình. Trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, sản phẩm quà tặng cho ngày 20 tháng 11 cũng dần sôi động. Các mặt hàng như quà rau câu nổi 4D hay cuốn sách được làm từ rau câu cũng mang đến sự mới lạ. Nuôi trai ngọc nữ trong lồng lưới là hướng đi sáng tạo của anh Nguyễn Văn Trường so với nhiều người nuôi thủy sản lồng bè ở Phú Quốc lâu nay, giúp mang lại lợi nhuận khá tốt.
Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của anh Trường và tìm hiểu bí quyết nuôi trai ngọc nữ cho hiệu quả cao. Anh Trường cho biết, năm 2022, anh về phụ giúp gia đình thì phát hiện ra con trai ngọc nữ sống bám trên các bè nuôi cá bớp, cá mún của gia đình. Bắt lên ăn thử thì thấy thịt trai ngọc nữ ngon, ngọt và dai. Tìm hiểu thông tin trên các trang mạng, biết được tập tính sinh trưởng của chúng, anh bắt đầu lặn mò và tìm kiếm con giống xung quanh bè cá của gia đình về nuôi. Dạ, đối với con ngọc nữ này nó là một cái loại nhuyễn thể. Nhuyễn thể thì nó không như đối tượng hầu thôi, nó cũng phát triển là lấy cái thức ăn từ tự nhiên, ăn từ phù du và táo tự nhiên, tự hấp thụ và tự lớn. So với một số đối tượng như là cá nuôi truyền thống như cá bớp, cá mú, nó không phải cho ăn. Thứ nhất là về lợi thế nó không phải cho ăn. Và thứ hai là không phải đầu tư quá nhiều về thức ăn, cũng như là nó ít dịch bệnh hơn so với con cá. Để đảm bảo sản lượng, anh Trường làm lồng lưới treo bè ở độ sâu từ 5 đến 10 mét dưới biển. Lúc đầu anh nuôi khoảng 5.000 con trai ngọc nữ giống, nhưng gặp nhiều khó khăn và không đạt như kỳ vọng. Anh kiên trì tìm thêm thông tin về loài này và nuôi lại tiếp thì thành công. Hiện bè nuôi có diện tích 100 mét vuông, anh thả nuôi khoảng 8.000 con trai ngọc nữ và đang xuất bán. Dạ, về thời gian nuôi của con ngọc nữ thì từ khi mà mình bắt từ tự nhiên, nó nhỏ bằng đầu ngón tay thôi, đến khi mà xuất bán được là 1 năm 2 tháng thì nó rơi vào trọng lượng khoảng 300 gram. 300 gram một con như vậy thì mình đang bán với giá là 30 ngàn một con. Thực ra thì mình nói thì cái mô hình ngọc nữ mình nuôi theo cái quy mô như của anh Trường hết thì đó là cái một trong những mô hình mới của Phú Quốc. Trước kia thì cũng có vài người đã nuôi rồi, nhưng mà nuôi với quy mô nhỏ lẻ và thường là nuôi kèm với lại những cái con nhuyễn thể khác. Riêng qua bạn Trường thì bạn là tập trung đầu tư nuôi với quy mô lớn, và trong quá trình nuôi thì bạn cũng có thử nghiệm để cấy trai vào trong cái con ngọc nữ này. Và đánh giá sơ bộ phải nói là đây là một trong những mô hình rất là tiềm năng trong cái thời gian tới. Chi phí đầu tư thấp, không tốn tiền mua thức ăn nên anh Trường thu lợi nhuận cả 100 triệu đồng một năm với mô hình nuôi trai ngọc nữ. Sắp tới anh dự định sẽ mở rộng quy mô nuôi thêm 2 bè rồi lựa chọn con trai ngọc nữ đạt chuẩn để cấy ngọc. Xa hơn, anh mong muốn nghiên cứu làm ra con giống, vừa bảo tồn loài này, vừa để nuôi thương phẩm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách đến Phú Quốc vui chơi, ăn uống. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Điều tra vụ nam shipper tử vong trên quốc lộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ cặp đôi cầm đầu đường dây mua bán trái phép hơn 16kg ma túy ở Hà Nội. Vẻ đẹp cao nguyên Mộc Châu, mùa qua mận khoe sắc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Sáng nay tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu 468 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên biển cho gia đình và chính quyền địa phương. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 11, tàu 468 Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang hoạt động tuần tra, kiểm soát khu vực đảo Đá Nam, đã tiến hành đón bệnh nhân Ngô Thanh Phong, sinh năm 1977, quê quán huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từ đảo sông Tử Tây đưa vào đất liền điều trị. Trước đó, bệnh nhân làm việc trên tàu cá QNG 95179TS, hành nghề câu mực. Trong quá trình sửa chữa tàu bị hỏng hóc, bệnh nhân đã bị hỏng khí ga, được sơ cứu và đưa vào đảo sông Tử Tây cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng diện rộng trên cơ thể. Sau khi tàu 468 cập cảng Cam Ranh an toàn, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi ngư dân gặp nạn, sau đó bàn giao bệnh nhân cho chính quyền địa phương và gia đình để tiếp tục điều trị. Nghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chạy ra kiểm tra thì phát hiện nam shipper tử vong trên quốc lộ 1, xe máy văng xa cách 20 mét. Công an thành phố Thủ Đức cho biết đang phối hợp với các bên liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khoảng 5 giờ sáng nay, người dân sống ven quốc lộ 1 gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức nghe tiếng động mạnh. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện một thanh niên tử vong trên giải phân cách. Cách vị trí nạn nhân khoảng 20 mét là xe máy bị hư hỏng, nằm trên làn đường ô tô. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát điều tra Bình Triệu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong là thanh niên 21 tuổi, ngụ quận 11, làm nghề giao hàng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, cơ quan công an đang trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị truy tố gồm Vũ Quang Hải, Nghiêm Thị Hường, Nguyễn Minh Trường, cả ba cùng trú phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Theo cơ quan điều tra, nhóm này mua bán ma túy dạng đại lý với số lượng lớn ở Hà Nội, do Hường và bạn trai là Hải cầm đầu. Hường móc nối với nhiều đối tượng trên địa bàn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và tạo chân rết để bán lẻ trên địa bàn. Ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại khu vực ga Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, công an bắt quả tang Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, thu giữ hơn 16 kg ma túy các loại cùng nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan. Từ lời khai của Trường, lực lượng công an bắt giữ Hường. Riêng Hải, đến tối ngày 28 tháng 3, công an đã bắt đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Thanh Hóa. Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng sử dụng nhà của Hường trên đường K2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm làm lô cốt, lắp đặt nhiều camera giám sát từ đầu ngõ vào trong nhà để cảnh giới. Nếu có bất thường sẽ lập tức báo động cho nhau để tẩu tán ma túy. Ma túy được các đối tượng phân nhỏ, sau đó đưa Trường đem đi giao cho khách. Qua mận được biết đến là loài qua đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào thời điểm khi đông vừa qua, xuân sắp tới và tiết trời trở nên ấm áp hơn. Tuy nhiên, tùy vào thời tiết mỗi năm mà thời gian qua mận nở có thể sớm hoặc muộn. Như năm nay, qua mận ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La nở sớm, nên nơi đây đang là một trong những điểm đến thu hút du khách. Tháng 11, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là lúc những bông qua mận trái dụ, trắng tinh khôi bung nở, khoe sắc trên khắp các triền đồi của cao nguyên Mộc Châu. Khung cảnh lãng mạn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Khác với mọi năm, qua mận thường nở rộ vào cuối tháng 1 dương lịch, nhưng năm nay nhiều vườn mận nở sớm trước 2 tháng. Qua mận trắng ẩn hiện trong sương mù giữa cái lạnh đầu đông trên cao nguyên, tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ, thu hút đông đảo du khách. Hôm nay là đến vườn mận của Mộc Châu này là cũng là lần thứ 3. Nhưng mà lần này là hoa mận nở to, đẹp, cánh hoa rất chi là đẹp mà trắng muốt, tinh khôi. Năm nay là thời tiết cũng được cái là nó ấm. Thế là bây giờ đang là mận sớm nhưng mà nó cũng thấy nở rất đẹp rồi. Mà vườn nhà mình là diện tích của nó là 1 ha. 1 ha cho nên là được hơn 200 gốc cây. Năm nay cũng nở rất đẹp mà hoa nó cũng to, nụ cũng dày mà bông của nó rất là chắc, chắc là phải đậu quả. Tỷ lệ đậu quả nó cũng tương đối. Để có thể ngắm qua mận nở đẹp nhất, du khách có thể ghé thăm bản Phiên Cành, xã Tân Lập, tiểu khu Bà Khen, thị trấn Nông Trường hay thung lũng Mú Náo, thị trấn Mộc Châu. Đặc biệt, thung lũng mận Nà Ca là nơi có nhiều qua nhất với diện tích hơn 100 hectare. Không cần phải đến những cái tác động của con người mà vẫn hoàn toàn tự ra hoa tự nhiên. Và đặc biệt là đây là vườn mận cổ thụ, các cành để ra hoa mận nở đạt gần như là 90-95%. Và hoa mận năm nay nở rất là to, thuận lợi bởi với cái thời tiết năm nay là cây được đủ độ ẩm bởi là mưa nhiều hơn mọi năm. Sau đó đến thời kỳ này lại nắng thì nó phù hợp với cây mận. Nên là hoa mận năm nay rất là đẹp. Hoa mận nở sớm không chỉ tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan, trải nghiệm, mà còn mang theo kỳ vọng giúp người nông dân có thu nhập cao trong vụ mận trái sắp tới. Thưa quý vị, nổi bật giữa nhịp sống sôi động của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sông Cà Ti sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn tuyệt vời và những trải nghiệm khó quên với hoạt động thể thao dưới nước. Câu lạc bộ thể thao dưới nước Cà Ti là câu lạc bộ thể thao dưới nước đầu tiên của thành phố Phan Thiết với các hoạt động thể thao trên sông như thuyền kayak, chèo súp, lướt giáng mái. Câu lạc bộ mở cửa hàng ngày phục vụ việc luyện tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các thành viên, người dân địa phương và các du khách yêu thích các bộ môn thể thao trên sông. Đặc biệt, vào cuối tuần, các thành viên của câu lạc bộ sẽ dành ít nhất 30 phút để vớt rác nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sông Cà Ti. Em vừa mới tham gia câu lạc bộ được vài tháng thôi, nhưng mà em thấy rất là vui.
vì ở đây là một sân chơi, một nơi mà để cho mình rèn luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe. Cùng đó với mình là tham gia các hoạt động xã hội. Thì bọn em đi vớt rác dọc trên sông Cà Ti này. Khi thời gian làm sạch môi trường kết thúc, cũng là lúc các thành viên bắt đầu cho chuyến hành trình ngắn chèo súp dọc sông Cà Ti. Trên quãng đường ước tính khoảng 7-8 km, trong hơn 1 giờ, người chơi được trải nghiệm địa hình cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp dọc hai bên bờ sông. Thực ra thì trước đây mình có từng chơi súp ở Sài Gòn, thì nhưng mà về đây, về quê hương mình thì chèo cái đoạn sông Cà Ti là mình cảm thấy rất là đẹp. Qua cầu Dục Thanh mình sẽ thấy được cái không khí sinh hoạt của bà con làng chài. Và nhìn đắm những cái biểu tượng tháp nước, những cái cây cầu bắc qua hai bờ của Phan Thiết thì nó rất là hạnh phúc. Không chỉ thể thao trên biển, các hoạt động thể thao trên sông ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của những người đam mê thể thao và ưa thích trải nghiệm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc là tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.